Chào các bạn, trong phần này iHep Channel sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng ứng dụng Viettel Roaming. Thì như phần trước mình có hướng dẫn các bạn chọn không đăng nhập, đăng ký roaming. Thì ở bên cạnh có giá cước roaming. Các bạn thấy có loại thuê bao quốc gia, mạng, loại thuê bao có trả trước, trả sau. Thì tính năng này được tích hợp offline, các bạn không cần dùng đến Internet. Rồi bấm tra cứu. Sẽ hiển thị ra bảng giá cước thoại, cước nhắn tin và cước data tại quốc gia các bạn chọn để roaming. Và các bạn có thể chọn cập nhật góc trên bên phải khi có internet để kiểm tra bảng giá cước mới nhất. Tính năng tiếp theo, các bạn thấy ống nghe góc trên cùng bên phải có chữ SOS. Các bạn kích vào đây sẽ hiển thị ra hai đầu số của Tổng đài Bảo hộ Công dân. Tổng đài hỗ trợ tư vấn các tình huống bất trắc khi người Việt Nam ở nước ngoài có thể gặp phải như mất giấy tờ, hoặc là mất hộ chiếu, hoặc bị bắt, bị giam giữ, hoặc các rủi ro tai nạn khác. Thì các bạn có thể gọi đến tổng đài này. Cước phí tính như một cuộc gọi về Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ IHF Channel. Xin chào các bạn.